언어학 베트남어. Ngôn ngữ học. Tiếng Việt. 언어 Ngôn ngữ. 문장. Câu. 질문. Câu hỏi. Câu hỏi. Thông cú pháp học. Bùn pop. Ngữ pháp. Thông xả. Động từ. Biong xả. Danh từ. Hông yông xả. Tính từ. Phu xả trạng từ thế miệng xả đại từ 발음. phát âm phát âm âm số môn bảng chữ cái cha mổ chữ cái bùm nguyên âm. Chạm. Phụ âm. Su hòa. Ngôn ngữ ký hiệu. Bùn giang phù. Dấu câu. Xin phiêu. Dấu phẩy. Mặt xin phiêu dấu chấm sang chấm dấu hai chấm apostrophe dấu viết lược burum dấu chấm hỏi được kim dấu chấm than 우리 채널을 구독하는 것을 잊지 마세요. Đừng quên đăng ký kênh của chúng tôi.